Xin kính chào các quý vị. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Đá Quý Thanh Hóa. Trong nội dung video này, kênh Đá Quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến với quý khán giả một chùm tinh thể thạch anh trắng đá nguyên bản nguyên zin tự nhiên. Tất cả các chi tiết ở đây nó đều là nguyên bản nguyên zin tự nhiên hết. Giá đá là giá gương rất là đẹp. Các tinh thể đấy là nó được hình thành trong quá trình hoàn toàn là tự nhiên, không hề có tác động của bàn tay con người vào. Thạch anh tồn tại dưới dạng tinh thể lục lăng sáu cạnh. Trụ chính nó tương đối là tròng quý vị nhé, trụ tròng rất tốt. Cái phần này là tôi chèn viên thạch anh vào cho nó đứng ấy nha, không phải là ăn liền với đá đâu. Đây là một viên thạch anh khác ấy. Mẫu này thì nó có chiều cao của đá từ đỉnh xuống dưới này là 17 cm, bề ngang cũng như vậy, bề ngang thì nó cũng 17 cm và tổng khối lượng của đá nặng là 3 kg. Đây là đất nguyên nó bám các đất này, cái này về rửa sẽ sạch thôi, rửa nó sẽ tương đối nó sạch. Và hiện tác phẩm này tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 1.200.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị nào yêu thích chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên, quý vị có thể kiểm tra kiểm định thoải mái. Nếu không phải là hàng chuẩn thiên nhiên tự nhiên, tôi xin đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Đơn hàng bên tôi là nếu khách hàng mua hàng mà chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ gửi hàng cho quý vị, tuy nhiên là quý vị sẽ mất cái tiền thu hộ, tiền ship, xin lỗi quý vị. Thu hộ thì sẽ mất thêm phí ship. Quý vị có nhu cầu mua hàng hãy gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp qua Zalo theo số điện thoại 0354 099 099. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái video mới nhất mà hàng ngày kênh Đá Phong Thủy sẽ up lên để phục vụ các quý khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.